Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì khá là lâu rồi các bạn, mình mới quay cho các bạn xem về heo rừng của mình. Thì trong thời gian qua thì mình do là mình bận về gia đình có tang các bạn, cho nên là mình không có thời gian để mà quay cho các bạn xem và chia sẻ với các bạn. Hôm nay thì mình sẽ quay và chia sẻ với các bạn một chút ha. Đây, hôm nay là mình sau một sau 2 tuần các bạn, sau tầm 2 tuần mình thả những con rặt này nó về cái ra một cái chuồng mới của mình. Đó, và các bạn thấy này, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem này. Đó, nằm xuống, bé nằm. Đó các bạn thấy không? Cái nằm là nó nằm xuống à. Đây, con này các bạn này. Con này nó bị tỉa lông mà trơn rồi. Nhưng nó còn có chút à. Nó đang là ra lại lông này các bạn. Này, các bạn thấy không? Này. Đó, các bạn thấy mình nuôi không? Mình nuôi những con rặt này nó rất là khôn. Bé nằm, nằm xuống. Nằm xuống nhanh, nằm xuống nhanh, nhanh. Nằm, nằm xuống. Nằm xuống nhanh lên. Đây các bạn, nằm xuống nhanh lên. Các bạn thấy không? Rặt của mình này rất là khôn. Đó, nằm, nằm xuống nhanh lên. Đây các bạn ơi, các bạn thấy không? Những con rặt của mình này. Đó, này. Rất là khôn nha. Đây, nằm, nằm xuống, nhanh. Đây các bạn thấy chưa? Này. Những con bé của mình này, rất là khôn nha. Các bạn thấy này. Lông gái kinh khủng không? Đây là con này ha. Này. Đó, bé nằm, nằm xuống, mau, nằm xuống. Nhanh, nằm xuống. Đó, các bạn không? Này, con này nó đang ra lông lại này các bạn. Hôm trước nó bị tỉa lông á, cho nên là hôm nay nó rất là xấu ha. Đó, trong thời gian sắp tới là do là ở mình nó thời tiết nó rất là lạnh nha các bạn, cho nên là mình không có tắm được cho những cái con này nhiều. Mình sợ là tắm nhiều là mùa lạnh nó sẽ bị ho các bạn. Đó, nằm xuống, nằm xuống, nên là mình không có tắm, cho nên các bạn thấy nó khá là xấu xí không. Sau qua tới cái nữa. Qua thời gian mà qua Tết các bạn thì trời ở miền Trung của mình nó sẽ nắng lên, nhiệt độ nó sẽ tăng lên và thời tiết nó sẽ nắng lên, và có nắng là mình sẽ tắm các bạn thì con heo nó sẽ đẹp hơn. Đây này, con này các bạn này, các bạn thấy không? Con này này, đó, này. Kinh khủng không? Lông không, các bạn thấy này. Đẹp không? Rất là đẹp nha. Đó, rất là mập luôn các bạn. Đó, nằm xuống cho mình này, hai con này. Đó. Các bạn thấy không? Này. Đó. Khá là đẹp luôn các bạn. Này, con này này, các bạn thấy con này nó lông gái này kinh khủng luôn này. Mà nó bị cái con này bị tỉa lông hết rồi, nên là lông đi rất là xấu. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, chủ gái cho này các bạn này. Con này nó cụt chân này các bạn, khi nó cụt chân thì nó sẽ bị hạ cái bàn nó xuống trước này các bạn này, nó bị hạ cái bàn chân nó xuống này. Đó, cái chỉ chân lên cho bên đó các bạn này. Thấy không? Thấy không? Này. Bạn thấy không? Lông kinh khủng không? Hai là đây là hai con đực của mình đó các bạn. Thì có rất là nhiều anh em hỏi mình đó, thì làm sao để mà chăm cho heo rừng nó dạng với người. Đây, thì các bạn thấy mình chăm này, mình chăm nó như ê, mình chăm nó rất là khôn các bạn, nó thuần cho nó rất là khôn luôn của chủ luôn. Cho nên là thường thì mình tiếp xúc với nó hàng ngày các bạn, lúc nào mình cũng phải gãi lưng cho nó này, thế này này đó. Mình vào trong chuồng á, mình hay gãi lưng cho nó rồi mình dạy bảo nó thì nó sẽ khôn như thế này thôi các bạn, cũng khá là đơn giản. Cái con này thì các bạn thấy này, lông nó kinh khủng lắm. Bé bé, đây, quay lại hôm nay thì mình mới sang cho nó một cái chuồng mới nữa các bạn. Cái chuồng trong kia là các bạn biết là mùa mưa, thì ở miền Trung của mình á thì mưa liên tục, đây là nền nó khá là ẩm ướt ha. Đây là những cái chuồng mà mình để trống không, mình để cho nó khô và mình sang qua chuồng mới đó các bạn, cho nó khô chuồng này các bạn này. Lông nó rất là nhiều. Mùa này thì ở mình thì thời tiết nó lạnh các bạn, cho nên là heo không được tắm nhiều các bạn, không được tắm thường xuyên hàng ngày á, thì cái lông nó khá là xấu ha, nó không được đẹp đó. Cho nên là qua Tết thì mình thời tiết nóng lên, là nắng nóng lên là mình sẽ tắm cho nó hàng ngày thì nó sẽ đẹp hơn. Này, các bạn thấy không? Con này hôm trước mình quay cho các bạn khá là đẹp luôn. Nhưng mà
Ở cái mùa lạnh thì mình không tắm được cho nên là nó xấu rồi. Các bạn này, lông nó xấu không? Đó, lông nó khá là xấu rồi các bạn. Con này thì nó khôn lắm, khôn lắm các bạn, cực kỳ khôn luôn. Rồi, hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn một chút thôi ha. Để sắp tới thì mình có thời gian rảnh thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn nữa về nuôi heo rừng ha, nuôi heo rừng nha các bạn. Này các bạn thấy kinh khủng không? Đó. Rồi, cuối cùng thì mình xin chúc cho tất cả các bạn có một ngày được nhiều niềm vui, dồi dào sức khỏe và tiếp tục phát triển cái niềm đam mê của mình là nuôi heo rừng nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.